Và xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn chạy server lên cho mình nhé. Đầu tiên thì chạy server cho mình nhé. Sau khi chạy server xong thì các bạn vào cho các bạn truy cập vào localhost cho cộng 8.000 cho mình. Bạn vào siết home. Bạn vào phần menu. Thì ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn thêm cái menu này vào trong trong database. Ở video lần này thì mình sẽ fix thêm cái lỗi của mình, đấy là mình thiếu cái column slug ấy. Thì trong cái menu này ấy, thì mình mới có name và parent ID thôi. Và mình phải có thêm slug để lưu cái đường dẫn thân thiện. Đây các bạn xem cái trang mà mình sau này sẽ list dữ liệu ra nhá. Đây, bạn vào index cho mình. Đây cái trang mình download về và sau này mình sẽ ghép code cho trang này. Bạn nhìn này, đây có các menu char này, menu con này. Menu con này thì nó có ngoài cái tên này nó có cái slug ấy. Slug nó kiểu như đây. Các bạn vào một bài viết trong trang dân trí này. Đấy, nó có slug phía sau này, đấy, đây là cái slug của nó. Thì cái slug này nó làm cho cái trang web của mình nhìn nó đường dẫn nó thân thiện hơn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn add cái slug này vào. Và các bạn tạo cho mình một thêm một cái tab này nha. Thì đầu tiên đấy, để thêm slug vào trong database thì mình phải tạo cái column slug ấy trong bảng menu. Các bạn vào phải đánh mình cái lệnh pp artisan này. Lệnh này để tạo cái column đấy nha, make partition. Make partition gì? Add column slug to menu table nhá. Rồi. Các bạn cho mình thêm cái tham số là trừ table này. Table thì bằng cái gì? Bằng cái tên table ở đây là menu có S nhá. Đây các bạn mở Navicat lên. Ở đây thì mình mở sẵn ra đây cái tên table của mình đây là menu có S đây. Thì cái tham số này thì các bạn có thể search để cho hiểu rõ hơn nhá, Laravel 5 này. Vào năm bạn search cho mình mặc cái sân đấy nhá. Đấy. Cách vào. Và các bạn search cho mình cái từ trừ trừ table nhá. Ở đây. Ở đây thì nó giải thích là trừ trừ table và trừ trừ grid đấy, option nó sẽ giúp cho bạn định nghĩa cái tên của table thôi. Thì cái grid này đấy là khi nào thì dùng, khi các bạn tạo mới một cái table bạn dùng cái này. Và khi chỉnh sửa table thì bạn dùng cái tham số trừ trừ table. Ở đây thì mình là thêm một column slug vào trong cái table menu. Đây. Sau khi xong thì các bạn đánh enter cho mình. Rồi mình đã tạo xong cái markation này đây. Xong mọi người vào giúp mình database này. Vào markation này. Đây mình đã tạo ra cái file markation mới đây. Ở đây thì nó có phương thức up là tạo và down là ngược lại phương thức up. Tức là ở đây mình sẽ là gì string nhá, string tương đương vai tra các bạn. Mình đây là cái column, tên column của mình là gì, slug. Down thì là mình sẽ drop nó đi, tức là nếu mà các bạn có chạy sai các bạn hoặc là bạn muốn thêm một column khác ấy, thì các bạn sẽ dùng cái drop này để, tức là zone back để xóa cái column đấy, sau đấy mình thêm cho đồng bộ nhá, slug hoặc modify cái. Rồi. Đây các bạn có thể search cái string này. Này, Ctrl F vừa trong cái sân nhé này. Đây. Rồi, đấy. Các bạn sẽ bên đây đây nó là tên phương thức này của Laravel này, bên đây là cái tương đương đến với MySQL này. Thì ví dụ như của mình string nó tương đương varchar này, yeah. Rồi, sau khi tạo và mình thêm được cái column ở trong cái câu lệnh này rồi thì mình sẽ chạy lệnh command line là pp artisan này, macray. Lệnh này dùng để chạy những cái file mà nó chưa chạy ở trong macration này, enter nhá. Đấy mình chạy cái file sclum này, thì mình sẽ bật cái navicat lên và mình check xem cái table này nó chứa cái column đấy chưa. Đây các bạn thấy table nó chứa column slug rồi, khi mình refresh lại nó là chứa column slug này nhá.
Sau khi thêm column select thì các bạn vào lại cho mình cái dâu tơ, là dâu tơ đây, web.php. Thì ở video trước thì mình có cái dâu tơ này này, thì nó là link đến cái màn hình. Đây, màn hình này chính là màn hình add menu. Và cái dâu tơ post này này là tình hình là mình post cái menu lên để thêm vào trong database, thì mình sẽ tìm đến cái file controller này, menu controller, cái chip nở. Và tìm đến cái phương thức tương ứng là ở đây store đây, lưu vào database đây các bạn. Mình thêm cái thuộc tính là select này, mình chọn đến cái gì string select, mình dùng cái helper này nhá, và mình thêm cái gì các name rồi. Sau khi thêm xong thì mình sẽ refresh lại và mình thêm thử nhá. Ở đây mình thêm thử menu 5 nào, là menu tra. Mình nhấn submit. Rồi. Thì nó đã phát sinh ra cái lỗi đây này, các bạn đọc lỗi nha, error view select không có một default value đây. Câu query của nó đây. Nó đang báo là select không có default value vào cái câu query của nó đây. Insert name parent để update là... Như vậy cái trường select nó chưa có trong cái câu lệnh query này. Đấy, nên và khi trường select thì các bạn check cho mình đây nha, cái này lỗi này là nó do này này, do cái model ấy, cái model của bạn app này, model menu này đây, mình có free label, mình chưa đưa cái trường select vào đây đấy nha. Khi mình đưa trường select vào, khi mình chưa đưa cái trường này vào thì cái thằng này nó sẽ không, sẽ hiểu rằng chỉ insert những cái trường được đưa vào này thôi, tức là trường name và parent và trường select này không có, nên nó không đưa vào query này, không đưa query này, nó chạy vào đây thì cái menu này của mình này, đây là các bạn chuột phải cái bảng menu nhá, chuột phải đi ra thêm bò nhá. Đây các bạn thấy cái trường select này, đây các bạn cho nét đây trường select này thì nó là not null. Như vậy là khi như vậy thì là nó vào trong đây thì nó thấy rằng là cái select này nó không không có giá trị, tức là không được phép null, cho nên là database nó báo lỗi. Nên đây này, database nó báo lỗi. Mình sẽ thêm cái trường select này vào. Rồi. Thì cái giá trị của nó đây là nó có rồi này các bạn nha. Mình check lại này, mình refresh lại. Đấy. Mà các bạn check trong database cho mình. Refresh lại. Đấy, các bạn thấy rằng cái select đã có là menu 5 rồi. Về cái lỗi này thì các bạn có thể copy cái này, cái thuộc tính này, và các bạn search đây sẽ hiểu rõ hơn. Ra đây là nam nhá, mất này, cái lỗi rất hay gặp. Thì các bạn dùng model gọi là fit label nhỉ, nó về này. Rồi bạn nhìn này, fit label xác định là cái tập bính này là được được, tức là mastermind đây, tức là được phép mà, tức là được mình, các bạn cứ hiểu là khi cái thuộc tính này có thuộc tính này thì những cái field này ấy, nó sẽ được bao gồm trong câu query về insert, và nó có một cái trường hợp ngược của nó các bạn có thể thay vào là đô la gát này, thì nó là ngược lại của cái thằng này, tức là những cái field này là không được phép insert. Nếu mà bạn nào đây mình thử cho bạn nha, nếu bạn nào mà lười liệt kê thì các bạn này này, đây các bạn đã đưa này vào rỗng, tức là không có cái nào là không được phép cả, thì và tất cả được phép, nhưng cái này mình không khuyến khích nha, tốt nhất là bạn nên liệt kê ra ở finable ấy, nó sẽ tốt hơn cho bảo mật. Này mình add thử này, mình có menu 5.1 là con của menu 5, mình nhấn submit đấy, thành công. Các bạn xem cái trang 2 này, menu 5.1, và các bạn xem vào trong database các bạn sẽ thấy rằng là nó có select rồi, còn các cái trước đây là mình chưa có select, này nó là null các bạn nhé. Rồi video này thì mình xin kết thúc ở đây nhé. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là update cái edit và update cái menu. Rồi cảm ơn các bạn.